Ui, tại sao cái nhà này ở trong PUBG Mobile lại không có cửa vậy? Em vẫn chưa có súng anh ạ. Nghèo Nhà đi, cứ quá. nhà đi, cứ nhà đi, cứ nhà đi. Tùng ơi, cứ ấy đi nhá, để anh sang bên này anh tiếp, Được anh anh áp ơi. sát vào một tí. Xong rồi mày sang Ok sau anh nhá, ơi. anh không đẩy láo lên đâu, nhưng mà ở đây có một thằng nó đã mở cái cửa ở trước rồi này, để nó luôn rồi này, anh chưa biết là nó ở đâu cả. Nó mở cả hai cửa luôn đấy. Em không có gì ngoài khẩu Anh thấy Vector rồi. hết. Ôi anh đã sang tận đấy rồi. Em vẫn đéo có gì là sao nhở? Tại sao chứ bóc gì lại khổ như này nhỉ? Ôi, cách em có thằng luôn. Ship đồ rồi, ship đồ rồi. Ship đồ rồi các bạn. Thanh niên boss ship đồ rồi. Đây 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 đây. Ơ, Tùng ơi, ra chỗ nó anh. bắn nóc luôn một người đây cơ mà. Nó KS mẹ mất một mạng của anh rồi. Thằng này đâu nhỉ? Ở đây là người mà. I don't know man, I don't... Ui, đi mà tắt, tắt cái auto loot. Bây giờ anh mới biết là loot rất khó. Em bảo anh rồi, ở đây là người mà ta. Nó xấu này Các mà. bạn ơi, làm thế nào? Làm thế nào tao có thể loot được cái hòm này? Cái hòm nào? Thế còn cái thằng bò đang Cảm thằng ơn đang bạn bò ở Phương đây đâu Nguyễn ta? nhá, cảm ơn bạn Dương Nguyễn nhá. Anh em đợi mình một tí ở đây. Cái tịt con mẹ à. Em đã bảo rồi đi. Là nó áp sát vào anh luôn. Nhưng mà các bạn, cái vấn đề ở đây lúc đầu ấy, anh cứ bị ấn vào cái hòm nhưng mà anh không nhặt được cái khẩu súng đấy, anh không hiểu tại sao cả. Anh đang bị là anh bắn góc nhìn thứ nhất nhiều, anh hiểu không? Không Tức là anh phải, bắn góc nhìn thứ ba, anh cứ tự ấn tin. ép xuống ấy, xong rồi anh chả ấn được vào cái hòm đấy bởi vì nó có một cái khẩu súng mình đã bị vứt ra ngoài rồi. Lúc đấy phải ấn cái gì hả anh em? Ấm Ctrl xong rồi click vào cái dương. Ok Ừ các bạn thì ạ, em bảo thế thế còn gì. Là anh có biết đâu, bởi vì anh cứ nghĩ là phải ấn F vào cái dương này. Xong cái dương nó sẽ hiện một đống đồ lên. Xem quả đấy anh đi. Ui. Tao đánh Thằng nào mày ấy nhá giết anh? Tùng nhá, mày dùng 40 viên đạn để giết một người trong trò này. Lỗi. 40 viên. Khẩu AK nó giật chưa quen với Thôi, khẩu không AK. tin được. Quả đấy là tôi bị ấy đấy các bạn ạ. Quả đấy là không biết một tí nào luôn. Chứ không phải, ê, nốt đây, nốt. Được rồi nhá. Giết hết, ồ, còn nữa kìa, còn nữa kìa. Anh nghĩ là nó ở đằng sau hơn. Bên kia hai thằng nhá. Đấy. Trong nhà còn một thằng nữa ấy. Nghe rồi. Ui, chúng nó nhìn em luôn kìa. Hai thằng bạn nó nhìn rồi, đừng ra mẹ nó êm vào đầu chết mẹ mày luôn đấy. Đợi thì em ra luôn này. Thank you Đỗ Hoàng Hoàng nhá. Ui, Đỗ Hoàng Hoàng. Sao tên bạn lại là như thế nhỉ? Hoàng hai lần. Hay là thôi, mình bách tí nhá. Ui. Phun đồ hay là cái gì ấy? Ra giết hốt hàng này đi. Mà quả vừa đây anh đây, thề đây, nhá, làm mày ra hơi chậm đấy. Em bảo anh là từ từ, anh cứ phi vào một mình em đỡ kiểu gì. Em không có đồ mà, bro à. Được. Hai thằng lồn đấy đâu ta? Nó vẫn ở trong cái nhà đấy đấy. Đợi tí em đổi Với... đồ. Đấy, kia. Quả đấy mẹ bắn 3 viên vào đầu người ta mà không chết á. Điều nhở? Nó đam thấp đằng mà. Sau ấy, đằng sau ấy. Đừng ra Anh bắn cái nghe thằng rồi. ở trong tầng 2 đấy. Cun em vào bắn PUBG Mobile không Cun? Đây nó mới là game của thế giới bây giờ đấy em ạ. Giáo chủ thích donate ở đây hay donate ở FB? Cảm ơn Hoàng Anh Nguyễn nhá. Thôi, donate ở đâu mà tôi chả vui. Chứ còn anh em donate... Ok. Chứ còn anh em donate là tôi đã thấy vui rồi. Lại còn lại quan trọng là donate ở đâu nữa. À nhưng mà... cắt phần trăm càng ít thì mình lại càng thấy vui. Được trời đấy. Ơi, biết non trời quá. Đấy. Ê, ê, trước mặt mày ở đây có người kia, ngay ngoài đường. Ơ kìa. Đâu? Em, nó đứng ngay giữa đường luôn ấy. Mày không nhìn thấy thằng đấy à? Mày Đâu? Cứ đi thẳng ra cho anh. Mày cứ đi thẳng ra. Nó không ở ở một đây, chỗ ở nào đây. Cả. Mày cứ đi thẳng ra mày thấy. Đấy, có một thằng ấy đó mà. Không, mới nóc, mới nóc. Không ở đây nữa đâu ông ạ. Thế thôi. À thì hình như là anh nghĩ là clear rồi đấy. Từ từ đã xem nào. Clear rồi.
Làm gì có chuyện chưa cờ lìa luôn. Nãy nãy thằng lìn này bắn ai mà? Thằng nào? Thằng này bắn mà. Nó bắn cái thằng ở tầng 2. Mày có nhớ không? Cái thằng tầng 2 mà mày bắn chết rồi ý, hết rồi. Để em ra tìm nết em tự sát nữa nào. Quýt mẹ ai. Ê, bên trái này. Ở đây. Giết nó đi. Đâu bên trái đâu? Ở trước mặt mày ấy. Chứ sao anh bỏ bên trái? Thôi lòng ảnh nè. Quýt đây, quýt đây, quýt đây. Thôi quýt đây, quýt đây, quýt. Kill rồi. Chóa này. Hơi, lần này là nhất quyết là phải đi cùng nhau ấy nha. Đâu tài ngô nha. Lần này phải đi cùng nhau ấy nha. Dội vậy liền. Chỉnh được cả map xuống góc dưới đúng em... không? Anh em hướng dẫn chỉnh của tôi một tí nhá. Từ từ anh phải chỉnh lại cái này cho nó chuẩn đã.